Chào Dung Lê nha. Xem livestream của em cũng được mà, em đâu có nhìn thấy chị ăn đâu. Hello Hoàng Dân nhé. Em rất là nóng lòng khi mà mời được cái vị khách mời ngày hôm nay, tại vì cô ấy sẽ cho chúng ta một cái nghị lực trong cuộc sống, một cái sự thay đổi, một sự thay đổi không hề nhẹ cả nhà. Khi nào mà mình có được một cái tin tức nào, một cái thông tin nào tốt thì Thu Lê cũng luôn muốn là chia sẻ cho tất cả bạn bè, tất cả những người yêu quý của Thu Lê được biết. Và mình cũng bắt chước, mình cũng học hỏi được một cái điều gì đó. Tại vì nếu như cuộc sống của chúng ta mà nó cứ bình mãi trong cuộc sống, mà chúng ta cảm thấy nó trôi qua một cách bình thường quá, thì chẳng có gì là đáng sống, đúng không ạ? Chúng ta càng ngày mỗi ngày cũng càng phát triển, và một ngày chỉ cần 1% thôi ạ. Một ngày chỉ cần 1% phát triển thôi ạ, thì chúng ta một năm chúng ta sẽ được 365%. Tuyệt vời không ạ? Đấy, cho nên là những con số nhỏ lẻ như thế kia mà chúng ta sẽ cộng dồn lại, chúng ta sẽ có một cuộc đời đáng sống. Hello, xin chào Hiên Hiên. Nhà mình thì sao ạ? Nhà mình thì mỗi ngày trôi qua thì như thế nào ạ? Hello anh Nguyễn Thành Tài nha. Lâu lắm rồi không gặp anh. Giờ này có sự đổi mới gì chưa anh Tài ơi? Anh Tài có em bé chưa anh Tài ơi? Lê có một cái nỗ lực trong cuộc sống như thế này nè. Nếu như mà năm nay á, mà không phát triển không hơn năm ngoái á, thì Thu Lê cảm thấy nhục với chính mình lắm. Không biết là cả nhà mình có một cái động lực sống như thế nào, nhưng mà Thu Lê luôn luôn nâng cao cái quan điểm sống của mình lên mỗi ngày, và luôn luôn nâng cái giới hạn của mình lên mỗi ngày. Tại vì nếu như mà thu nhập của tháng này mà nó bằng với tháng trước hoặc là thấp hơn tháng trước thì mình đang bị tuột rồi đấy ạ. Mình đang bị tuột dốc rồi. Và cái tình trạng này nếu như mà nó kéo dài mãi thì làm sao ạ? Lạm phát nó đang cận kề rồi, và đồng Việt Nam của chúng ta thì đang dần mất giá rồi. Và thị trường thì sao ạ? Thị trường kinh tế thì những anh chị cũng đã biết rồi, làm bên bất động sản thì rất là khó khăn. Khi mà giá đất thì nó chững lại, và không biết là đến khi nào nó mới khởi sắc trở lại. Có những anh chị thì đang chờ đợi, nhưng mà chờ đợi trong vô vọng. Và cái sự chờ đợi của chúng ta nếu như mà nó không có thời gian rõ ràng ấy,
thì chúng ta sẽ mất luôn cái gốc đấy ạ. Tu Lê có những người bạn như thế rồi, cứ cầm chừng mãi, cứ trả lãi ngân hàng, cứ vay mượn bạn bè, vay mượn tất cả mọi cách rồi vẫn cầm cự, nhưng mà đến lúc mà cầm cự không nổi thì coi như là tài sản gốc của mình cũng mất luôn đấy. Cho nên là mình khi mà mình cầm cự trong một khoảng thời gian nào đó, mình cũng biết được cái khoảng thời gian mình phải dự tính cho cái khoảng thời gian cầm chừng của mình được bao lâu, và mình sẽ có một cái phương án B, phương án C nào đó. Chứ nếu như mà mình cầm cự trong một khoảng thời gian mà mình không biết đi hướng nào nữa thì coi như tật đấy. Cho nên là mình phải biết vào cái thời điểm nào, ra cái thời điểm nào. Và Thu Lê cũng có những người làm bên bất động sản, nhưng mà thực sự là khi mà người ta nắm bắt được những cái thông tin của thị trường ấy thì người ta thoát ra rất là sớm, và hầu như là người ta đã thắng lợi. Mà có những anh chị mà không đủ kiến thức, không đủ kỹ năng, không đủ cái độ quan sát thị trường ấy, thì hầu như là vào sau. Mà vào sau thì thoát ra không kịp. Đấy, thoát ra không kịp thì xem như là mình đi người là những người đi dọn rác, đúng không ạ? Và những người bạn của Thu Lê thì có rất là nhiều thay đổi trong cuộc sống. Trước kia thì người ta cũng làm những công việc bình thường, nhưng mà vì tư duy. Đấy. Bất kể một cái thay đổi nào trong cuộc sống của chúng ta cũng bắt đầu từ thay đổi tư duy. Nếu như chúng ta bằng lòng với công việc hiện tại thì cái tư duy của chúng ta không bao giờ phát triển được. Cho nên là cái việc đầu tiên mà chúng ta muốn kết quả mới, kết quả khác đi với cái kết quả hiện tại, thì đi đầu tiên là chúng ta phải thay đổi tư duy. Và muốn giàu á thì phải học về đầu tư. Đấy. Chúng ta muốn giàu thì chúng ta phải đi theo những người giàu, mình mới học được bí kíp. Chứ còn muốn giàu á mà cứ đi hỏi những cái anh mà trồng rau á, những cái anh mà trồng dưa á. Thu Lê có những người bạn như thế này nè. Mặc dù là mình không bỏ tiền ra mình đầu tư, nhưng mà thấy những người khác đầu tư mình lại xót xa, đúng không ạ? Thật sự là xót xa, không biết là xót xa cái gì luôn. Đừng bao giờ dạy cho người giàu cách tiêu tiền, đúng không anh chị? Đúng không cả nhà? Ai đồng ý với quan điểm Thu Lê thì hãy comment cho Thu Lê con số 2 đi ạ. Đừng bao giờ dạy cho người giàu cách tiêu tiền. Thật sự như vậy ạ. Khi mà người ta đã giàu có rồi thì xem như cái lựa chọn người ta đã đúng. Còn nếu như bản thân mình chưa đạt đến cái mức độ giàu thì mình đã đang đi sai đường rồi đấy ạ. Cho nên là đừng bao giờ phán xét những người giàu, người ta làm thế nào. Và trong việc đầu tư của Thu Lê có rất là nhiều anh chị xuất thân từ nghèo khó, nhưng mà chỉ cần vài tháng thôi, giống như Thu Lê. Thu Lê thay đổi từ tháng 7 năm 2022, bắt đầu chuyển sang tư duy đầu tư. Trước đây Thu Lê chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần, thì mình nghĩ là mình đầu tư để sau này mình hưởng lợi cho số tiền mình đầu tư. Nhưng mà cái công việc đầu tư nó có từ rất lâu rồi. Lịch sử của chúng ta đã chứng minh tất cả những người giàu có trên thế giới này không hưởng từ một nguồn là thu nhập từ việc làm, mà người ta giàu lên bằng số tiền đầu tư. Nếu như anh chị không tin thì anh chị có thể search lên Google. Đó, search lên đó và hãy xem những người giàu người ta làm cái gì để mà giàu có. Hãy tìm ra được cái ngọn nguồn, cái gốc tích của họ. Còn nếu như chúng ta cứ theo lối ông bà cha mẹ mình làm công việc truyền thống thì chỉ là đủ ăn đủ mặc qua ngày thôi ạ. Và với cuộc sống của chúng ta thay đổi chóng mặt như thế này, giá cả thì tăng lên, tiền thì lạm phát, công việc thì ngày càng khó khăn. Giống như việc mà sa thải 240.000 công nhân ở Bình Dương đấy. Nếu như rơi vào trường hợp của mình thì sao? Nếu như rơi vào trường hợp của mình thì mình sẽ phản ứng nó như thế nào?
mình lại đi tìm kiếm công việc khác, chứ không thể nào mà bây giờ mà về quê với cái túi rỗng được, xấu hổ lắm, làm một năm trời không đem cái gì về quê cả mà mang lại khó khăn khổ sở cho chính gia đình mình nữa. Thu Lê không về đâu ạ. Mỗi lần về nhà thì phải có một cái gì đó, ít nhất là cũng mang lại được một cái niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, ít nhất là cũng mang lại một cái không khí mà ấm áp hạnh phúc, ít nhất là cũng mang lại cái niềm tin vững chắc cho chính gia đình mình thì mới về, còn không thôi trốn luôn. Đấy, cho nên là có những anh chị lại bung ra các địa phương khác để tá túc, để xin việc làm. Đó, công việc là càng ngày càng rất là khó khăn rồi. Có những anh chị giữ vững công việc của mình ổn định rất là tốt rồi, nhưng mà mình phải chuẩn bị cho mình một cái phương án B nữa. Nếu như mà mình thất nghiệp thì làm sao? Con mình sẽ làm sao? Cha mẹ mình sẽ như thế nào? Có bao giờ anh chị suy nghĩ về điều đó chưa ạ? Khi mình sống ở điểm A thì mình phải suy nghĩ tính toán đến điểm B và điểm C. Chứ còn nếu mà để cái công việc mình cuốn hút theo thời gian ấy, mình không có một cái suy nghĩ về tương lai, mình không phòng hờ cho những cái trường hợp như thế này đâu. Và một hai công việc ấy, mà có nguồn thu nhập từ lương ấy, gọi là lương ấy, thì không bao giờ là ổn định được, đúng không cả nhà mình? Nếu mà thu nhập từ lương thì không bao giờ ổn định được. Tất cả những anh chị triệu phú và tỷ phú đều có nguồn thu nhập từ đầu tư, từ bất động sản, thu nhập từ một cái nguồn đầu tư vào các cổ phần doanh nghiệp. Mình hãy trích một phần lợi nhuận của mình vào đó. Ngay cái thời điểm hiện tại thì hãy nghĩ đến trong giai đoạn tương lai chúng ta sẽ làm gì, ứng phó như thế nào. Trước đây Thu Lê không nghĩ được như vậy. Trước kia thì Thu Lê cứ nghĩ rằng công việc hiện tại của mình nó đem cho mình cuộc sống ổn định rồi. Và hơn 17 năm làm kế toán, thực sự là Thu Lê rất là chăm chỉ, nỗ lực trong công việc của chính mình, nhưng mà không mang lại cho Thu Lê một sự ổn định. Thu Lê vẫn rây rứt, có một ngày nào đó mình thất nghiệp, có một ngày nào đó mình không đủ sức để mà làm việc nữa thì con mình nó sẽ sống như thế nào? Con mình sẽ có cuộc sống như thế nào? Nó sẽ vất vả, rồi lại gửi gắm cho ông bà cha mẹ. Mà ông bà cha mẹ mình dựa vào đâu để sống? Mà mình còn gửi gắm nữa đây. Thu Lê không làm vậy được. Thu Lê luôn muốn một cái công việc gì đó, một cái nguồn thu nhập nào đó, nó phải là ổn định, nó phải là bền vững, mà nó phải là mãi mãi cơ. Nếu như chúng ta mà có cái nguồn thu nhập mà gọi là không mãi mãi thì nguy cơ một ngày nào đó nó sẽ đứt. Và trong cái thế giới hiện đại ngày hôm nay của chúng ta, công nghệ nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Chỉ cần một nút chạm thôi, chúng ta có thể bay đến Dubai, có thể bay đến các nước phát triển. Chỉ cần bật một nút chạm thôi, chúng ta có thể học hỏi tư duy được từ những người giàu có, những người đã thành công rồi. Bây giờ mình chỉ biết được cái công thức của họ làm như thế nào để thành công và giàu có, mình chỉ đi theo thôi. Và mấy ngày hôm nay thì Thu Lê được cà phê, được trò chuyện với những anh chị có những cái tư duy rất là cao, rất là giỏi. Mình cảm thấy cuộc sống của mình chưa xứng đáng, rất là hổ thẹn. Nhìn vào sự nghiệp của họ, nhìn vào tài khoản của họ, mình cảm thấy ngỡ ngàng. Tại vì cái cuộc sống của mình tới từng tuổi này rồi, hơn nửa đời người rồi, không kể là 100 tuổi đâu anh chị ạ. Mình không thể nào sống tới 100 tuổi. Nếu như mình sống tới 100 tuổi mà mình không làm được thì đừng có tính cuộc đời của mình để làm gì. Mình hãy tính cái cuộc đời của mình ấy, trong công việc làm của mình thôi, mới có sự chuẩn bị. Và nếu như mà có được cái tài sản giống như họ thì mình phấn đấu trong bao nhiêu lâu?
Với thu nhập của Thu Lê 10 triệu một tháng, công việc làm kế toán hiện tại, thì Thu Lê phải phấn đấu hàng trăm năm nữa cơ à. Ôi cha ơi, nghe nó xót xa quá, nó chẳng có thực tế chút nào. Thu Lê đi tìm một cái công thức nào đó nó nhanh hơn, nó rút ngắn được cái thời gian mình làm việc lại, nó rút ngắn cái khoảng thời gian mà mình cống hiến sức lực cho cái cuộc đời này lại, để cái dành cái khoảng thời gian sau để mà mình hưởng thụ được nữa chứ. Chứ bây giờ cắm mặt cắm đầu đi làm hết sức hết lực xong rồi, tới lúc nằm một chỗ để ăn bằng đường ống à, chúng ta có cảm thấy xứng đáng không ạ? Cho nên là hãy nhìn nhận, đầu tiên là chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta đang ở đâu trong cái xã hội bây giờ. Cái xã hội nó hiện đại, nhưng mà chúng ta sống đã hiện đại chưa? Chúng ta đã bắt kịp được cái xu thế của thế giới hay chưa? Nếu như chúng ta không thấy được cái xu thế thế giới nó đi vào đâu, thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta đang tụt hậu rồi đấy à. Đúng không cả nhà mình? Cho nên là qua cái buổi livestream ngày hôm nay, thay vì Thu Lê sẽ mời được hai vị khách mời, hai cô gái này sẽ cho chúng ta được những cái thực tế trong công việc. Mặc dù rất là chăm chỉ, rất là vất vả, rất là cống hiến với cái sứ mệnh của mình rồi, nhưng mà vẫn chưa cam lòng với chính cuộc sống hiện tại. Luôn luôn đi tìm một cái gì đó mà nó thay đổi tốt đẹp hơn. Và họ đã bằng lòng với chính mình khi mà đầu tư vào một dự án, một dự án mang tầm cỡ quốc tế. Cả nhà, một dự án mang tầm cỡ quốc tế. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhận về những cái mới, chúng ta hãy là một người trung lập, chúng ta là một người đứng giữa. Nếu như chúng ta muốn bằng họ, giống họ, thì chúng ta hãy nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu để thay đổi. Còn nếu như chúng ta bằng lòng với chính cuộc sống của mình, bằng lòng với cuộc sống nghèo nàn vất vả cam chịu, thì thôi đừng phán xét. Tại vì cái sự phán xét của mình phải rõ ràng, phải thực tế. Chúng ta đã biết rõ nó chưa mà phán xét? Chúng ta đã nhìn thấy thực tế chưa mà phán xét? Và có những người tôi thấy thật là vô duyên. Nói cái từ này thì hơi bị đụng chạm, nhưng mà thực sự giống như vậy luôn. Rất là vô duyên. Khi mà mình là người nghèo mà mình lại đi cho lời khuyên cho những người giàu. Người nghe họ cũng chói tai. Đừng bao giờ đi khuyên người giàu cách tiêu tiền, tại vì họ đã lựa chọn đúng. Lựa chọn đúng họ mới trở nên giàu có. Chứ nếu như người ta lựa chọn sai giống như mình ấy, người ta chưa đạt đến cảnh giới đó. Cho nên là đừng bao giờ khuyên nhủ họ, đừng bao giờ chê trách họ, đừng bao giờ cảnh báo họ. Không có mỡ thì chợ vẫn đông cơ, đúng không ạ? Gà không gáy thì trời vẫn sáng. Cho nên là không có chúng ta thì những nhà đầu tư khác, người ta sẽ có cơ hội đầu tư vào tập đoàn. Đấy, tại vì cổ phần nó đã quy định cụ thể rõ ràng là bao nhiêu cổ phần rồi. Nếu như anh chị đi trước, anh chị đã biết đến mà anh chị không sở hữu, thì coi như cái cơ hội đó nó sẽ được quyền cho người sau. Đấy, nó có hạn mức hẳn hoi, chứ không phải là cổ phần nó cứ có mãi mãi. Không phải là chúng ta đợi ngày hôm nay, đợi ngày mai, đợi năm sau nữa chúng ta sở hữu. Không có đâu ạ. Cái cơ hội chúng ta chỉ qua đời của chúng ta một lần thôi. Cái cơ hội gọi là cơ hội giàu có đấy, mà chúng ta không nắm bắt, thì chúng ta hãy là một người trung lập nhìn nhận vấn đề.
và hãy thể hiện rằng mình đang còn rất là yếu kém. Mình không thể nào nhận được cái phước lành đó, mình không thể nào nhận được cái trí tuệ cao siêu để mà chấp nhận nó. Thì hãy nâng cấp bản thân mình lên, nâng cấp địa vị mình lên mới bắt kịp được xu thế. Mình phải nhìn nhận nó. Hãy để cho những người thành công họ làm, đừng phán xét nhé cả nhà mình. Đấy, Thu Lê rất là yêu quý những người bạn của Thu Lê. Có những người thì chưa tài trợ vào dự án Thu Lê đang làm, nhưng mà rất là ngưỡng mộ những anh chị đã ủng hộ, luôn luôn ủng hộ trong cái sự hành trình của Thu Lê. Tại vì những người đó từng chứng kiến Thu Lê xuất thân từ một người như thế nào, hiện tại như thế nào, và trong tương lai như thế nào. Cái sự tự tin, cái niềm tin mãnh liệt vào dự án, nó luôn có sẵn. Đấy, cho nên là làm sao chúng ta nhận biết được dự án nó có tiềm năng hay không, và cái niềm tin của chúng ta nó có vững chắc hay không, thì hãy xem xét lại hiện tại. Đấy, hiện tại của chúng ta như thế nào chúng ta có niềm tin gì vào cuộc sống chưa Trước đây chúng ta có những cái niềm tin gì về cuộc sống? Thu Lê mà muốn tin tưởng vào một cái gì đó, Thu Lê phải chứng thực một cách rõ ràng. Đấy. Và Thu Lê luôn muốn biến những cái không thể thành cái có thể. Tại vì cái có không thể của mọi người không phải là của Thu Lê. Cái không thể của mọi người đấy là của mọi người, không phải là của Thu Lê. Ví dụ như là mọi người hay nói là làm kế toán trưởng nó khó khăn lắm, làm không được đâu này kia, nhưng mà tại sao không làm được? Tại sao có rất nhiều hàng ngàn, hàng vạn người ngoài kia người ta vẫn làm được? Đó là do kiến thức của mình kém, mình không chịu học hỏi, mình không chịu làm để lấy kinh nghiệm thực tế, thì làm sao mà mình làm được kế toán trưởng, đúng không ạ? Nhưng mà trong khi đó là tất cả công ty đều có kế toán trưởng. Đấy, cái không muốn của mình ấy thì sẽ không có kiến thức đâu, sẽ không có kinh nghiệm đâu. Và cái không thể của mọi người không phải là của Thu Lê đó. Và tất cả chúng ta đều có một cuộc sống riêng. Cuộc sống của chúng ta đáng sống hay không là do chính chúng ta trân trọng nó. Đừng để bị ảnh hưởng bởi mọi người. Thu Lê có những nhà đầu tư rất là sốt ruột khi mà nghe những tin tức từ thị trường. Khi mà mình đầu tư rồi nhưng mà thật sự chưa có niềm tin, lung lay chờ đợi một cái tin nào đó. Thay vì chờ đợi, sao mà tự mình không đi kiểm chứng đi Thu Lê thì không cần đi kiểm chứng, tại vì cái kiến thức của mình đã đủ hiểu rồi, đủ hiểu đâu là một dự án tiềm năng và đâu là một dự án lừa đảo. Cho nên chúng ta không cần phải do dự hay là phân vân gì cả. Và Thu Lê hay nói với những nhà đầu tư của Thu Lê rằng tiền của mình đầu tư, sau này mình giàu. Chứ họ cũng đâu có giàu đâu. Họ không nhận ra được thì họ không giàu. Họ chấp nhận với cái việc khó khăn của họ, vất vả của họ cơ mà. Họ không dám đánh đổi. Họ không dám đánh đổi 12 triệu để mà đầu tư vào một gói vào dự án, để sau này mình có tiền, có thu nhập, có tương lai cho con mình. Vẫn xem thường cái số tiền 12 triệu đó để dành lại, để ăn. Nếu chúng ta không biết hy sinh cái hiện tại thì chúng ta chẳng có được cái tương lai đâu 12 triệu chúng ta làm được gì? Có những anh chị đầu tư rồi mà cảm thấy miên man, 12 triệu vứt đi, coi như ăn rồi, đúng không ạ? Và hãy đi tìm cái 12 triệu khác. Thu Lê thì không bằng lòng với 12 triệu. Một khi mà Thu đã xác định mục tiêu rõ ràng, một cái niềm tin vững chắc vào tương lai, chỉ có cái cơ hội này nó mới đổi đời cho mình. Biến Thu Lê từ một người nghèo khó
một gia đình khó khăn trở thành một người thành công và giàu có, một gia đình giàu có trong xã hội, Thu Lê mới chấp nhận được. Còn nếu mình không đánh đổi thì sao? Nhục với chính bản thân mình, nhục với con mình. Sau này con mình hỏi: mẹ ơi, mẹ biết đến dự án mà đi đầu xu thế thế giới như thế kia không? Mẹ ơi, trước đây mẹ có biết đến con tàu Skyway không? Trước kia mẹ cũng từng nghe nói. Mẹ nghe nói thôi à? Thế sao mẹ không đầu tư? Nếu hồi xưa mẹ đầu tư thì bây giờ sao nhỉ? Con sẽ được đi du học, con sẽ được đi ra nước ngoài du lịch. Và chúng ta đã thấy rồi, Thu Lê đã thấy rõ ràng rồi, cha mẹ của Thu Lê rất là giỏi, rất là chịu khó, rất là siêng năng. Nhưng mà thực tế cuộc sống thì như thế nào ạ? Cũng không thoát khỏi cảnh bần nông. Thu Lê không chấp nhận được như vậy. Mình là sinh ra ở một cái thế giới hiện đại, ở một cái xã hội hiện đại mà chính bản thân mình không khai mở tư duy cho chính mình và con mình thì cuộc sống nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thu Lê không thể chấp nhận cuộc sống giống cha mẹ mình được. Tại vì với cái tư duy đó, với cái công việc truyền thống đó, không mang lại cho mình một cuộc sống tươi đẹp, đến cuối đời vẫn vất vả. Nếu như không làm thì không có cái ăn, nếu như không làm thì con mình không có cái nơi để về. Và Thu Lê nhận được điều đó ngay từ lúc nhỏ rồi. Thu Lê theo dõi ngay từ lúc nhỏ rồi. Và cái thôi thúc, cái sự giàu có, cái mong muốn thành công của mình, nó luôn luôn ở trong lòng. Nó hối thúc Thu Lê đi tìm một cái công việc gì đó. Nhưng mà nếu mà bằng sức lực lao động của chính bản thân mình, một ngày chỉ có 24 giờ thôi, và sức lực của mình nó có giới hạn, trí tuệ của mình nó có giới hạn, mình không làm được. Phải gì bây giờ mà mình phi thân ra 100 người giống như mình mới làm được? Hoặc là mình có thể là sống mà gọi là không chết, làm 100 năm nữa mới bằng họ được. Cho nên tại sao có những cái cách mà nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn, có cái công thức làm giàu mình không làm? Những anh chị không làm thì hãy để yên cho những anh chị, người ta sẵn sàng hy sinh, trả giá. Đầu tư thì phải trả giá, chấp nhận rủi ro. Nhưng mà cái rủi ro mình phải kiểm soát được, đúng không ạ? Đúng không anh thầy Bình ơi? Và Thu Lê cũng luôn học hỏi từ người thầy của mình. Trước đây Thu Lê vào join vào nhóm những nhà đầu tư, join vào dự án, Thu Lê thì giống như một tờ giấy trắng. Mình không biết là nên bắt đầu từ đâu, mình không biết là bắt đầu như thế nào. Chỉ nghe nói là đầu tư để sau này nhận về một số tiền. Và khi mà có những cái tin tức trái chiều thì mình nghe mình lại run sợ. Thật sự là làm mình lo lắng chứ. Nhưng mà giờ đây, sau khi mà học hỏi, trải nghiệm từ chính những người thầy của mình, thầy Bình đấy ạ, một trong những người thầy mà dạy Thu Lê về tư duy, về cách phân biệt được đâu là dự án thật và dự án giả, đâu là cái bánh vẽ, đâu là miếng phô mai. Khi mà mình có những cái kiến thức mà phân biệt được rõ ràng như thế thì mình tự tin, mạnh mẽ, cứ bước thẳng trên con đường của mình đã lựa chọn. Bây giờ không thể nào có một người nào đó mà làm lung lay ý chí của Thu Lê cả. Và thầy Bình có một cái câu rất là chí lý rằng: điều thú vị nhất trong cuộc sống là làm những điều mà mọi người nói rằng bạn không thể. Đúng không ạ? Mọi người nói là mọi người không thể, và mọi người cũng nói rằng mình không thể. Đó là ý nghĩ của mọi người thôi.
nhưng mà mình hãy làm khác đi ạ, mình hãy làm ngược lại đi ạ. Thì phải biết mình là có thể hay không có thể chứ. Nếu như anh chị nói rằng Thu Lê không thể giàu có được, đó là ý nghĩ của anh chị thôi. Nhưng mà Thu Lê có một cái niềm tin mãnh liệt, vài năm nữa thôi, ít nhất là 3 năm nữa thôi, Thu Lê sẽ thành công và giàu có cho cả nhà xem nha. Hãy theo dõi Thu Lê, hãy theo dõi Thu Lê bằng cách theo dõi những cái tin tức mà Thu Lê chia sẻ trong trang cá nhân ấy. Hãy theo dõi về dự án của Thu Lê đang đầu tư, hãy theo dõi về những cái mục tiêu, những cái kế hoạch, những cái hợp đồng mà tập đoàn bên Thu Lê đang làm ấy, đã được ký kết như thế nào. Hãy theo dõi, vài ba năm nữa thôi, các anh chị sẽ chứng kiến cái điều mà mọi người cho rằng không thể Thu Lê làm được hết đấy. Và chỉ cần mình tin là mình làm được, đó là sức mạnh 50% chính bản thân mình rồi, đúng không ạ? Chỉ cần mình tin là mình làm được. Trước đây Thu Lê cũng không nghĩ rằng mình làm kế toán được, mình có biết làm đâu, nhưng mà qua quá trình học hỏi kinh nghiệm, dạy kinh nghiệm, mình cố gắng mình học hỏi thì mình sẽ làm được đó. Và trước đây thì nghĩ rằng mình không chạy xe được đâu, mình có học chạy xe đâu mà chạy được, nhưng mà giờ đây thì mình đã chạy xe được rồi, nó rất là dễ dàng mà. Khi mà ai mà đã từng trải nghiệm rồi, đã từng làm rồi, đã từng hành động rồi, thấy nó rất là dễ dàng đấy. Còn những người khác, người ta nhìn vào người ta nói mình không thể, đó là chuyện của họ, đó là cái chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Hello, chào Ánh Nguyệt nhé, chào Hoàng Liền, buổi trưa vui vẻ nha Hoàng Liền ơi. Chào Kiều Ly, em được nghỉ rồi hả Kiều Ly? Mà đúng thật 12 giờ mấy rồi. Hello mẹ Minh Anh nhé, em chào cả nhà mình, em chào cả nhà mình, những người đã tương tác trong buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay em lên bất ngờ, tại vì em nhẽ ra em có mời được hai vị khách mời VIP, nhưng mà không biết là do anh Facebook anh khó chịu với em hay sao ấy, anh không thương em nữa hay sao ấy, mà anh lại không cho kết nối được. Hello chị Thúy Doãn, hello Minh Trang đấy, cho nên là rất là tiếc. Thì em sẽ hẹn lại khách mời, em sẽ hẹn lại khách mời trong buổi hôm sau. Vị khách mời này rất là tuyệt vời đấy, cô ấy nhỏ tuổi nhưng mà cô ấy đã có một cái sức mạnh phi thường, không bằng lòng với chính bản thân mình, không bằng lòng với những gì mình đã đạt được. Cô ấy luôn muốn phát triển và luôn luôn muốn thay đổi chính mình đấy. Và cô ấy luôn hoạt động hết công sức để xem là cái năng lực nội tại của mình ở đến đâu đấy. Hôm nay chị like sớm đó Minh Trang à, nhẽ ra thì tối chủ nhật chị mới like, hoặc là tối thứ năm chị mới like, nhưng mà hôm nay là một cái buổi live gọi là có một cái sự tình cờ là gặp được một vị khách mời rất là VIP, cho nên là Thu Lê muốn chia sẻ lên đây để cả nhà mình được được nghe, được học hỏi, được chia sẻ những cái niềm vui, những cái động lực trong cuộc sống, để biết đâu được là mình qua cái câu chuyện của cô ấy thì mình cũng có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình đấy. Mình làm sao mà bằng cô ấy, làm sao mà học hỏi được cái cách thức của cô ấy, nói làm sao mà mình giống như cô ấy để mà sau này mình có cuộc sống khấm khá hơn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi mà chúng ta có một cái niềm tin vào cuộc sống rồi á, chúng ta thấy mỗi ngày nó trôi qua thật là ý nghĩa. Giống như Thu Lê là mỗi ngày mà trôi qua đối với Thu Lê là một ngày ý nghĩa và rất là đáng sống, tại vì mình đã nắm được cái bí kíp. Đó, thứ nhất là cái bí kíp, cái thứ hai là mình đang sở hữu một tài sản khổng lồ. Mà một cái tài sản khổng lồ này bản thân mình chỉ góp phần chút ít thôi. Đó, mình chỉ cần góp một chút công sức thôi, mình có một cái tài sản khổng lồ rồi. Chứ không phải là mình phải vất vả, mình chăm chỉ cả đời mình mới có được đâu. Cái sự giàu có đã đến với mình Thu Lê nó rất là dễ dàng, cho nên là Thu Lê luôn muốn trao cái cơ hội này, luôn muốn chia sẻ những cái
bí kíp này đến với tất cả mọi người để mà ai cũng có khả năng thành công và giàu có. Và dự án của Thu Lê là dự án mang tầm cỡ quốc tế, đang sử dụng phương pháp là crowdfunding, đó, gọi vốn cộng đồng, tất cả mọi người đều tham gia được, không phân biệt là ở nước nào, không phân biệt là ở từng lớp giai cấp nào, chỉ cần chúng ta có một cái tư duy muốn giàu có thì chúng ta đã thành công rồi. Cái dự án này không dành cho những anh chị gọi là yếu tim. Cái dự án này không dành cho những anh chị gọi là sao nhỉ? Gọi là những con rùa ấy. Phải chớp nhoáng, không có sự chờ đợi được. Và cái dự án này cũng không nhằm đến những cái anh chị mà không có tư duy mở. Cái cơ hội nó không đem đến cho những người như vậy. Chúng ta phải là những người hiện đại. Chúng ta là phải những người bắt kịp xu thế thế giới. Chúng ta mới biết là dòng tiền đổ về đâu. Chúng ta đi theo. Chỉ cần chúng ta đi theo thôi à. Chỉ cần chúng ta đi theo cái dòng tiền đó thì chúng ta sẽ trở nên giàu có. Đấy, cho nên nó rất là dễ dàng. Mà nó rất là nhẹ nhàng luôn nữa. Dự án thì bây giờ nó đã có những cái sản phẩm nó rất rõ ràng rồi. Một năm nó có 3 lần như thế để các cổ đông Việt Nam đi sang trải nghiệm. Trải nghiệm, quan sát và kết luận rằng tiền của mình đầu tư có đúng vào đây hay không? Tiền của mình đầu tư có đúng vào tập đoàn hay không? Và trải nghiệm để biết được rằng cái độ giàu có của mình nó ở mức độ nào rồi. Thu Lê thì hàng ngày vẫn cập nhật tin tức từ dự án và cảm thấy mình thực sự là may mắn, thực sự là quá phước lành khi mà mình nhận được cái cơ hội này với một người bình thường như mình mà cũng đầu tư được một cái dự án khổng lồ như thế. Wow. Với xuất thân từ một người nhân viên kế toán, một người nghèo trong xã hội mà vẫn trở thành cổ đông của một tập đoàn khổng lồ, có đáng trân trọng không ạ? Có quý giá không ạ? Đấy, nếu như anh chị nhìn nhận rõ một vấn đề nào đó một cách khách quan thì cảm thấy mình đang đứng ở đâu trong địa vị xã hội này. Còn nếu như chúng ta đứng ở cái vấn đề mà chỉ phán xét thì coi như cái não của chúng ta đóng lại rồi, không còn cái trí tuệ nào để phân biệt được thật hay giả. Chúng ta nghe người này nói, nghe người kia nói, chỉ nghe một phía thôi. Chúng ta chưa có sự chứng thực thì làm sao chúng ta có thể là mở cái não ra để mà chấp nhận nó. Đấy, cho nên là khi mà cái sản phẩm thì nó quá rõ ràng rồi. Và lịch sử nó đã chứng minh Ngài Chủ tịch cống hiến hơn 50 năm cuộc đời vì sứ mệnh của Ngài. Chứ nếu như mà nói như những anh chị mà không có tư duy, nói là những anh chị nói là Ngài đi lừa dối người khác. Riêng cái sở hữu của Ngài không, sở hữu trí tuệ của Ngài mà chuyển giao đi thì Ngài ăn cả đời, con cháu cũng chưa hết. Ngài làm vì sứ mệnh của Ngài, chứ Ngài không làm việc vì độ giàu có của Ngài đâu ạ. Chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đừng có áp đặt người khác lên chính bản thân mình. Hãy nghĩ rộng ra một chút, hãy nghe mình nghĩ mình đã có cống hiến gì cho cuộc sống này hay chưa, rồi mới nghĩ đến người khác. Tại sao người ta lại cống hiến hết cả cuộc đời của mình, 70 tuổi vẫn còn làm việc? Ngài đâu cần phải thế. Nếu như Ngài chấp nhận với cuộc sống của Ngài bấy nhiêu đó, dư sức đủ để Ngài hưởng thụ một cuộc sống an nhàn. Nhưng mà Ngài có một cái sứ mệnh cao cả, là giải cứu hành tinh. Vì một cái sứ mệnh cao cả đó mà đến bây giờ Ngài vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngài vẫn cống hiến
cả những cái trí tuệ của Ngài vào dự án, đưa ra được những cái kế hoạch để mà còn làm trong 100 năm tới nữa cơ. Và dự án thì đến bây giờ đã được các chính trị gia, thủ tướng các nước ủng hộ hết rồi. Cho nên là cái sự ủng hộ của mình có hay không á, là tốt đẹp cho cuộc sống của chính bản thân mình đây nè, chứ không phải mang lại lợi ích cho ai đâu. Không phải là để cho là người khác có một cái hoa hồng, có một cái bonus gì đâu. Hãy vì cuộc sống của chính mình ấy, mở rộng cái suy nghĩ của mình, lớn lên một chút xíu nữa. Nếu như mình không đầu tư, hãy để người khác đầu tư. Nếu như mình không tham gia thì hãy để người khác tham gia, đừng cản trở công việc của họ. Tại vì cuộc đời của họ mình không phán xét và mình không quyết định được, cũng chính như cuộc đời của chúng ta. Đừng để ai phán xét, đừng để ai đánh giá, và đừng để ai bon chen đến cuộc sống của chính mình. Nếu như mình sống theo lời của người khác, mình sống theo sự phán xét của người khác thì mình không còn là chính mình nữa, đúng không ạ? Và nếu như ngày hôm nay chúng ta sống theo anh A, ngày mai chúng ta sống theo anh B, ngày kia chúng ta lại sống theo một người khác nữa, chúng ta chẳng khác gì chính chúng ta là một con cờ. Mình hãy làm chủ cho chính bản thân mình. Và nếu như chúng ta không có sự phấn đấu trong công việc ấy, 1-2 tháng, 1-2 năm nữa thôi, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu. Sẽ bị cái xã hội này nó đào thải đấy ạ. Đấy, cho nên là mình luôn luôn muốn, mình không tạo ra những cái gì gọi là đi đầu xu thế, thì chúng ta phải ủng hộ, ủng hộ cho những cái dự án, những cái kế hoạch mà đi đầu xu thế thế giới. Những cái dự án đó nhắm tới sự tốt đẹp hơn cho con người của chúng ta. Và những cái dự án đó đã được các giới chính trị gia, các thủ tướng chính phủ ủng hộ rồi. Những giới như thế thì người ta có một cái trí tuệ hơn hẳn mình. Người ta có sự phân biệt, người ta có hẳn một chuyên gia để phân tích. Họ không cần mình phải phân tích đâu ạ. Họ chỉ cần mình ủng hộ. Họ không cần mình phân tích đâu ạ. Giống như chiếc điện thoại iPhone, người ta đã xử lý xong xuôi hết rồi, đến giai đoạn bán ra mình mua về mình xài thôi. Mình không cần phải tìm hiểu là trong đó nó như thế nào mà chụp hình cho đẹp, như thế nào để mà selfie, không cần đến mình. Cái việc của mình là có tiền để mua xài hay không, thế thôi. Nếu như anh chị không mua thì người khác vẫn mua, và tiền thì nó vẫn đổ về tập đoàn, thế thôi. Nếu như anh chị không dám chấp nhận trả giá thì cái sự trả giá đó nó sẽ đổ lên những nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro. Hello, em chào anh Nguyễn Bắc, Trương Bá Phương nhé. Chào Út Đàm. Chào chị Hà nhé. Và nếu như anh chị chưa rõ pháp lý về dự án thì hãy inbox riêng cho Thu Lê, hoặc là inbox riêng cho những anh chị mà đã từng làm đối tác của tập đoàn, thì sẵn sàng anh chị sẽ nhận được pháp lý tập đoàn như thế nào, nó có minh bạch rõ ràng hay không, nó có ai là người đứng ra bảo vệ. Có những anh chị chưa tìm hiểu mà cứ nói là Việt Nam không bảo vệ. Cuộc sống của mình thì ai bảo vệ ạ? Mình có đợi người khác bảo vệ không ạ? Tại sao phải đợi người khác bảo vệ, trong khi đó mình không phòng vệ, đúng không ạ? Tại sao phải đợi người khác bảo vệ? Chính mình hãy bảo vệ cho mình bằng những kiến thức đó đi. Mình tự đi tìm những cái gì mà minh chứng cho người ta là làm đúng đi cái đã. Nếu như một dự án mà không minh bạch, không rõ ràng thì có đến được những chính trị gia không ạ?
có được các chính phủ các nước ủng hộ không ạ? Kiến thức của mình có bằng họ không? Họ quản lý cả một đất nước cơ mà. Họ quản lý cả một hệ thống con người trong đất nước họ còn được cơ mà. Làm sao mấy cái đó họ không tìm hiểu? Họ tìm hiểu rồi, họ trải nghiệm rồi, họ chứng nhận rồi, họ xác nhận rồi, họ mới ủng hộ. Mà còn ở mình đây thì nói là không rõ ràng, mà cần phải Việt Nam bảo vệ cơ. Đấy, những cái gì mà Việt Nam cho làm ấy thì có những anh chị là bốc khói hết rồi. Bảo vệ hay không là do chúng ta, chính chúng ta phải phòng vệ chúng ta đi, đừng có đợi người khác bảo vệ. Và pháp luật Việt Nam thì bảo vệ như thế nào? Các anh chị cũng nhìn thấy rõ ràng trên những cái trang báo, trên những cái dự án đăng ký ở Việt Nam hẳn hoi. Việt Nam mình cấp mã số thuế cũng quản lý hẳn hoi, nhưng mà mất tiền thì ai chịu? Có phải chính mình chịu không ạ? Và dự án là của mang tầm cỡ quốc tế, dự án giao thông của quốc tế, và được pháp luật quốc tế bảo vệ rồi thì cần gì đến chính những người Việt Nam bảo vệ nữa, đúng không ạ? Ví dụ như trong một gia đình, nếu như có ba mẹ thì có cần anh chị để mà quan sát em không ạ? Ví dụ như là công ty của Thu Lê làm ấy, đăng ký là xuất nhập khẩu thì có bộ phận hải quan nó đã quản lý rồi, có cần đến cái anh địa phương quản lý không ạ? Bây giờ mấy anh chị đòi hỏi là phải có địa phương quản lý nữa cơ. Công ty của Thu làm về xuất nhập khẩu nấm, tất cả các loại nấm thì có cơ quan quản lý xuất nhập khẩu quản lý rồi, mà đòi những cái anh địa phương quản lý để làm gì nữa ạ? Giống như dự án của chúng ta mang tầm cỡ quốc tế, có một ủy ban dịch vụ tài chính thế giới đứng ra bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giám sát hoạt động của cả một tập đoàn như thế, thì anh chị cần gì phải người Việt Nam mình quản lý nữa ạ? Nếu anh chị mà muốn người Việt Nam mình quản lý dự án thì hãy đầu tư vào những dự án ở Việt Nam nha. Đừng có mang tiếng là mình đầu tư về những dự án mang tầm cỡ quốc tế mà đi so sánh với những dự án ở Việt Nam. Nói ra thì đâm ra nó xấu hổ lắm. Kiến thức của mình chưa tới, chưa đủ. Hỏi cái câu hỏi biết là cái người hỏi nó như thế nào, đúng không ạ? À? Khi mà mình đặt một cái câu hỏi gì đó, mình phải suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, xem là mình đặt câu hỏi đó có đúng hay chưa. Mình đặt cái câu hỏi ra mà cái người nghe người ta biết là nhìn nhận cái người hỏi nó ở cái tầm cỡ nào, ở cái mức độ nào. Thu Lê thì không có giấu cái dốt. Cái dốt của Thu Lê á, Thu Lê mà trừ khi nào mà Thu Lê mày mò tìm kiếm mà không ra nữa, Thu Lê mới đi hỏi. Còn không là bản tính của Thu Lê là luôn luôn chịu khó, luôn luôn tìm ra những cái gì mình cần tìm. Đấy, Thu Lê làm báo cáo tài chính mà một con số mình lệch đi 1.000, Thu Lê cũng tìm ra để biết xem là 1.000 nó đang ở đâu, tại sao nó lệch, nó lệch ở cái địa chỉ nào để nó tạo ra cái bản báo cáo của mình, cuối cuối cái bản báo cáo nó lệch 1.000 đó. Mình phải tìm ra đúng nguyên nhân và mình xử lý cái nguyên nhân đó. Đừng đặt câu hỏi mà để cái người nghe người ta cười vào mặt mình ý, đúng không ạ? Có những anh chị là đặt câu hỏi rất là ngớ ngẩn, rất là ngô nghê, giống như là một đứa bé 5 tuổi. Và có những anh chị là không đầu tư nhưng mà đi hù dọa những anh chị đầu tư. Và có những anh chị đã đầu tư rồi mà nghe là chưa đủ kiến thức, chưa vững tin. Đấy là do chính mình, là do chính mình đang tự hù dọa mình đấy ạ. À. Đang chính mình đang chính mình tự mình trấn an mình hay không á là do mình nạp kiến thức đủ chưa.
Đấy, cho nên là hãy xem xét lại chính bản thân mình đã đủ hiểu, đã đủ nhận biết về kiến thức hay chưa. Và các báo chí truyền thông thì cũng rất rõ ràng rồi. Những cái báo chí truyền thông mà nổi tiếng thì lại người ta lại sẵn sàng đến công trình để người ta lấy những cái tư liệu thực tế. Người ta luôn ca ngợi dự án là một dự án tiềm năng đi đầu xu hướng, một dự án tốt đẹp cho con người, cho cả một cái trái đất này, và luôn luôn muốn kêu gọi mọi người ủng hộ, chung tay góp sức vào. Mình góp sức vào thì mình cũng được cái gì ạ? À? Sự giàu có cho chính bản thân mình. Một phần nữa là mình đóng góp cái công sức mình cho đất nước mình, cho trái đất mình. Còn nếu như mình không ủng hộ thì hãy để người khác ủng hộ. Tại sao mà có những cái báo mà có những cái tên tuổi mà không rõ ràng ấy, lại tin, mà lại không tin vào những cái báo mà chính thống. Cái báo chính thống là người ta đã tận mắt chứng kiến, đã từng trải nghiệm sản phẩm, đã từng sang đến công trình. Những cái hình ảnh nó thực tế, nó rõ ràng của những anh chị cổ đông trên thế giới trải nghiệm, không riêng gì Việt Nam, mà các anh chị lại không tin, mà đi tin vào những cái báo lá cải, những cái bài báo mà tên tuổi không biết đâu là ai viết mà anh chị cũng tin. Thì hãy xem lại cái độ hiểu biết của mình ấy. Hãy xem lại chính bản thân mình đang ở mức độ nào, tầm cỡ của chúng ta như thế nào, thì chúng ta chỉ chơi với những người có tầm cỡ như thế đó thôi. Trước đây Thu Lê có những người bạn xóm, có những người bạn học chung lớp, có những người bạn làm đồng nghiệp. Nhưng mà càng ngày Thu Lê càng phát triển thì cảm thấy họ càng rời xa mình. Cả nhà mình có thấy như vậy không ạ? À? Cả nhà mình có thấy là ai đang lựa chọn cái con đường mà đang lẻ loi cô độc một mình không ạ? À? Nhất là những anh chị đầu tư vào dự án. Một dự án mà rất là tiếng tăm trong xã hội ngày hôm nay. Đấy. Cho nên là khi mà những anh chị đang cô độc một mình là anh chị biết mình đang đi đúng rồi. Tại vì 90% con người trong xã hội ngày hôm nay có những cái quan điểm và nhìn nhận giống nhau, thì cái số phận của họ đều giống nhau. Đó là 90% dân số nghèo. Và trong số đó thì có 8% nằm ở cái mức độ trung lưu, và có 1-2% nằm ở gọi là thành phần những người giàu nhất thế giới. Cho nên là chúng ta mà những người đơn độc đang trong cái giai đoạn này á, gọi là đơn độc, là mình đang trở thành 1-2% rồi đấy, của thế giới rồi đấy. Cho nên hãy mạnh mẽ lên. Mình sống khác họ thì mình sẽ có một cuộc sống khác, không giống họ. Thu Lê cũng vậy, trước đây Thu Lê cũng giống như tất cả những người trong gia đình, cũng bằng lòng với công việc hiện tại, cũng ngày đi làm, tối về ngủ, lo cho gia đình con cái là xong. Thì cuộc sống nó cứ thế thôi. Đấy. Nó vất vả thế thôi. Rồi cũng qua năm qua tháng, nhưng mà Thu Lê thì may mắn được có cơ hội đầu tư vào dự án. Thì từ đó thì cuộc sống của mình nó khác hẳn đi, không bằng lòng với việc khó khăn vất vả. Phải là phải thành công giàu có mới chịu. Và thành công giàu có một cách nhanh nhất, ngắn nhất, với số tiền bỏ ra ít nhất, Thu Lê mới chịu. Đấy. Và hiện nay thì có cái công việc gì, có dự án gì, có cái nguồn đầu tư nào mà mình bỏ ra số tiền nhỏ nhất, đem về lợi nhuận nhiều nhất mà bền vững nhất không ạ? À? Chỉ có việc đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp. Và lịch sử đã chứng minh tất cả những anh chị mà đầu tư vào những cái dự án gọi là những dự án mang tầm cỡ quốc tế, những người là đi đầu xu hướng, đấy, giống như là tỷ phú Lý Gia Thành nè,
từ 40 triệu đầu tư vào Zoom thôi mà đã thành 11 tỷ. Nếu như chúng ta không phân biệt được là 1 triệu đô là bao nhiêu á, thì chúng ta cứ nghĩ là Việt Nam đồng đi cho nó nhanh, từ 40 triệu Việt Nam đồng thôi đầu tư vào Zoom. Sau 7 năm thì tỷ phú Lý Gia Thành nhận về là 11 tỷ. Mọi người cứ nghĩ là con số 11 tỷ ở đâu ra không, mà rất là nhiều người đặt câu hỏi với Thu Lê là tiền nhiều thế ở đâu ra. Tại vì mình không đọc báo, mình không có kiến thức về đầu tư, cho nên mình mới hỏi câu hỏi đó. Nếu như câu hỏi đó thì anh chị, thay vì câu hỏi đó thì anh chị hỏi câu hỏi là hiện tại tôi làm thu nhập bao nhiêu, và hãy hỏi là Thu Lê làm một ngày bao nhiêu tiền, và hãy hỏi là những anh chị mà làm kỹ sư làm một ngày bao nhiêu tiền. Cái câu trả lời nó sẽ có ngay và luôn. Đừng đặt các câu hỏi mà tiền ở đâu ra nhiều thế. Hãy tự mình kiểm chứng bằng chính kiến thức của mình. Hay là một cô lễ tân của cái hãng điện thoại ấy, sau một đêm cô ấy trở thành 156 người triệu phú. Tiền ở đâu ra ạ? À? Tiền ở đâu ra? Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi nó đơn giản hơn? Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi là tại sao chúng ta làm được có nhiêu đó tiền một ngày? Tại sao chúng ta làm được có nhiêu đó tiền một tháng? Trong khi đó có những người, người ta cũng làm việc giống mình, thời gian giống mình, thậm chí là ít hơn mình nữa, nhưng mà người ta vẫn có thu nhập rất là nhiều tiền. Mình đặt câu hỏi đó, nó sẽ tìm ra được cái câu trả lời nó đơn giản hơn đấy ạ. Không có một cái con đường nào dẫn đến một mục tiêu cao cả mà nó dễ dàng. Nó đi ngoằn ngoèo qua vực thẳm và hiểu lầm, thành kiến, đố kỵ và từ chối. Nếu như chúng ta thành công một cách dễ dàng thì nó bình thường lắm. Chúng ta trải qua sự đố kỵ, sự ganh ghét, sự từ chối của tất cả mọi người cơ. Trên đường đi đến thành công á, luôn luôn là cô độc. Chúng ta phải chấp nhận nó, phải trải qua một cái thời gian như thế mới trưởng thành được. Đấy, cho nên là đừng đừng khuyên những người giàu người ta tiêu tiền, người ta làm gì ra tiền. Học hỏi bí kíp của họ, học cái công thức làm giàu của họ. Và kiến thức của mình ấy, trong đầu của mình ấy, do là chính mình học hỏi, kinh nghiệm nó tạo nên. Đừng có đặt cái câu hỏi mà cái người nghe người ta cảm thấy cười vào mặt mình. Có những anh chị không đầu tư mà đi khuyên cái người đầu tư ấy, mất tiền đấy, rủi ro đấy. Hello chị Thanh, hello Trần Doanh nhé, chào anh Phúc nha. Cho nên mình hãy là chính mình. Mình đừng sống theo ngôn ngữ của dư luận. Thu Lê là từ nhỏ đến giờ Thu Lê có một cái quyết định rõ ràng. Một khi mà Thu Lê đã chọn lựa rồi, Thu Lê quyết tâm đeo đuổi. Tới khi nào nó thành công thì thôi, tới khi nào nó đạt được thì thôi. Thu Lê không nghe một người nào cả. Mặc dù cái sự lựa chọn của Thu Lê có lúc sai đấy, nhưng mà mình cũng chấp nhận trả giá. Tại vì cái sai đó nó đem đến cho mình cái sự trải nghiệm, cái sai đó nó đem đến cho mình được cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Nếu như mà không chấp nhận cái sai lầm, cái rủi ro, thì làm sao chúng ta trưởng thành được? Có em bé nào mà từ lúc mà tập đi cho tới biết đi mà không té bao giờ không ạ? À? Có không ạ? À? Đấy, phải té vài lần mới biết được mình đứng vững như thế nào. Đấy, cho nên trong cuộc sống của chúng ta không sống theo dư luận. Mục đích của Thu Lê ngày hôm nay lên đây stream là mời hai vị khách mời, hai cô gái nỗ lực trong cuộc sống để thay đổi chính bản thân mình,
hãy bắt kịp được cái xu thế hiện đại là chúng ta phải sống và làm việc như thế nào để đạt được sự thành công và giàu có. Chứ chúng ta mà cứ theo xu thế của thị trường như thế này, thất nghiệp, không có việc làm, không có tiền, chúng ta có chấp nhận không ạ? Nếu như anh chị bằng lòng với chính cuộc sống của mình thì không cần phải theo dõi livestream của Thu Lê. Đấy. Còn nếu như anh chị muốn phấn đấu trong cuộc sống, muốn thành công và giàu có trong chính cái xã hội ngày hôm nay nó đang lạm phát, đang muốn có một cái dòng tiền ổn định trong tương lai và mai sau này, một cái dòng tiền bền vững phát triển và mãi mãi, thì hãy inbox cho Thu Lê. Thu Lê sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn có một cái nhìn nhận mới về xu thế hiện đại. Thu Lê sẽ chỉ cho các bạn biết là dòng tiền thế giới đang đổ về đâu, và có một cái công thức nào để mà thành công giàu có một cách nhanh chóng và dễ dàng. Có rất là nhiều công thức để mà thành công giàu có, chẳng qua là chúng ta không muốn biết và không biết đến mà thôi, không phải là không có. Đừng có nói là cuộc sống này khó khăn vất vả, đừng có nói mà lạm phát làm cho cuộc sống của tôi nó ngày càng nghèo khó đi, và đừng có nói là xã hội ngày hôm nay ai cũng thế. Tại sao có những người nghèo mà người ta vẫn vươn lên để mà giàu có, và tại sao có những người nghèo người ta vượt lên chính bản thân mình để sau một ngày, sau một đêm người ta bỗng trở thành triệu phú và tỷ phú? Vẫn có, hàng ngày vẫn có. Và báo chí thì hiện nay cũng đăng tin rất là nhiều, và Thu Lê cũng cập nhật được tin tức của rất là nhiều mấy ngày hôm nay đó, những cái tin tức mà chia cổ tức của những công ty ở Việt Nam mình ấy rất là nhiều. Thu Lê cũng cập nhật rất là nhiều. Ngày hôm nay Thu Lê không có sự chuẩn bị để nói về những cái lần chia cổ tức này. Nhưng mà nếu chúng ta quan tâm thì chúng ta search lên Google nó có tất cả. Đấy. Tại sao lại trong cái thời buổi khó khăn này mà người ta nhận được cổ tức? Tại vì trước kia người ta đã chấp nhận rủi ro, người ta đầu tư vào những cái cổ phần, và người ta có sự chờ đợi, kiên nhẫn, ý chí, quyết tâm chờ đợi. Còn nếu như mà chúng ta thờ ơ với những cái cơ hội như thế thì giờ đây chúng ta là những khán giả, nhìn thấy họ được nhận cổ tức, trong khi đó chúng ta chẳng có gì, cuộc sống của chúng ta ngày càng khó khăn, chúng ta lại than vãn, chúng ta lại vất vả đi tìm kiếm công việc khác để mà có nguồn tiền. Tại sao phải như vậy ạ? Và người giàu á thì càng ngày càng giàu có, nhưng mà người nghèo á không chịu mở rộng tư duy, không chịu tiếp thu cái mới, không bắt kịp cái xu thế hiện đại thì vẫn nghèo mãi. Đừng than trách, đừng đổ lỗi cho ai cả, mà đó là do chính chúng ta, đúng không ạ? Cả nhà mình có đồng ý với quan điểm của Thu Lê không ạ? Ai đồng ý quan điểm Thu Lê thì comment cho Thu Lê con số 1 để Thu biết rằng ai là những người đang còn xem livestream của Thu Lê, ai là những người đang nghỉ trưa đang ngủ trưa đây ạ. Anh Bình Trần có về ăn cơm không? Anh Bình Trần ơi, nấu cơm cho Thu Lê. Không cần phải nấu cơm đâu anh ạ, no nê hết rồi. Cái việc nấu cơm hay không nấu cơm nó đơn giản mà, quan trọng là có tiền không ấy anh nhờ. Có tiền thì chúng ta có thể ra quán chúng ta ăn được mà, không cần phải nấu cơm, không cần phải vất vả như thế đâu, đúng không anh yêu? Hello Hân Phạm, hello Trần Tuyến, hello em Trinh nha, chào Hương Trần. Đấy, không biết là nhà mình nghe có lọt tai không, có nghe là hả ngủ ngon không, nhưng mà Thu Lê không thấy comment con số 1 đâu hết à.
Tôi lên mới thấy comment của anh Bình Trần thôi. Anh Bình Trần chắc là chưa ăn cơm cho nên chưa ngủ. Đấy, cho nên là Thu Lê sẽ hẹn buổi sau, Thu Lê sẽ mời hai vị khách mời lại. Đó, và buổi hôm nay thì Thu Lê chỉ muốn học hỏi bí kíp và chia sẻ bí kíp của hai vị khách mời. Chứ mục đích của Thu Lê là không phải lên buổi livestream ngày hôm nay, nhưng mà chắc là anh Facebook khó chịu. Khó chịu. Những người làm kinh doanh, những người làm bên sản phẩm, những người làm bên đầu tư thì luôn luôn bị anh Facebook hạn chế, cho nên là không có mời được vị khách mời. Và Thu Lê chia sẻ tới thời gian này thì Thu Lê xin được kết thúc qua buổi livestream ngày hôm nay. Anh chị có nhận được những cái giá trị về về trong cuộc sống thì hãy comment cho Thu Lê biết với nhé. Và xin được cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã tương tác, hỗ trợ và chia sẻ livestream của Thu Lê. Hẹn lại quý anh chị và các bạn buổi livestream tiếp theo. Thu Lê sẽ chia sẻ về những cái bí kíp vượt lên chính mình của hai vị khách mời nhé. Bây giờ thì 12 giờ 46 phút rồi, nhưng mà cũng còn rất là nhiều anh chị theo dõi. Không biết là anh chị đang còn theo dõi hay là anh chị để điện thoại mà nghe để ngủ ngon hơn. Thì Thu Lê cũng thật lòng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà mình có một buổi nghỉ ngơi, ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi và thêm một cái năng lượng tiếp sức, một buổi chiều làm việc vui vẻ, một ngày thứ hai đầu tuần với một cái năng lượng tuyệt vời, để chúng ta tổng kết sau một tuần làm việc thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng những cái điều thú vị trong cuộc sống nhé cả nhà mình. Xin chào cả nhà mình nhé. Hello em Nguyễn Đức, hôm qua chị đi mà chị không có thời gian ghé em Nguyễn Đức ạ. Hôm qua chị đi thành phố về đấy. Đức theo dõi livestream của chị từ đầu nhé. Hello anh Thiệp. Anh Thiệp ơi, em kết thúc livestream rồi mà anh mới vào ủng hộ em. Hello Banh Nha. Cảm ơn cả nhà mình nhé. Thu Lê sẽ hẹn được buổi livestream tiếp theo nha. Chào cả nhà.